Nhưng mà mọi người có gặp bất lợi với chiều cao của Thuận lắm không? Ngay cả Thuận vàng cũng đâu phải thấp đâu mà thấy mấy cái cảnh là đứng kế Thuận là thấy trên hơi nhiều luôn á. Em thấy đâu có gì đâu bất lợi, tại vì ví dụ như em với anh Thuận mà có lỡ có cảnh nào mà đứng gần nhau mọi người chia khung dễ lắm. Tất nhiên là thôi không cần phải quay qua vai gì hết. Bình thường là sẽ lấy một cái máy quay chung hai người thôi. Nhưng mà có Thảo với anh Thuận vô thì hai phải lấy hai cái máy, một cái máy bắt Thảo riêng, một cái máy bắt anh Thuận riêng. Mọi người cứ mắc cười cái cảnh mà em lao vô anh Thuận cái khúc cuối á. Mỗi lần mà coi tới cảnh đó là anh Tim lại mắc cười, tại vì trong người em nhỏ bé quá, nhưng mà em lao vô ổng xong ổng cầm cái cổ em như ổng vậy nè, bùm cái em bay ra, kiểu nhìn rất là mắc cười. Nhưng mà em nghĩ đó cũng là một cái yếu tố mà nó tạo ra cái sự khác biệt giữa con người với con macaron. Con macaron rất là bự, rất là dũng mãnh, nhưng cuối cùng cũng phải thua em thôi. Chị có gặp khó khăn không, chemistry hôn mấy em kia, thì cái chiều cao nhiều khi nó với lên nó có mệt lắm không em? Thế quay lại nhìn em vậy. Chị sẽ bóc hả? Em có một cái vất vả, đó chính là những cảnh nào mà quay với anh Thuận là em phải đi guốc rất cao. Rất là mỏi chân, đi guốc rất cao luôn. Có những lúc mà phải chọn bình thường á, để hợp với cái bộ đó thì em có thể đi guốc tầm này. Nhưng mà vì cảnh đó đóng với anh Thuận mà em phải lên thêm mấy tấc nữa. Trời ơi, muốn gãy cái chân luôn đó chị. Nhưng mà đó, bù lại thì lên trên hình thì không cần phải tách ra hai tiêu giản hai máy. Nó tiện hơn cho đoàn phim với chị.